Hôm nay tao mệt quá. Chán ông sếp lắm rồi. Hơi tí là quát mắng. Chắc tao nghỉ mày ơi. Hay cứ về quê thôi. Trồng rau rồi nuôi vịt. Lớn con nào ta thịt. Chẳng lo đói mày nhờ. Sáng có thể dậy trưa. Trưa ngủ luôn đến tối. Chẳng deadline nào đuổi. Chẳng lo ai phàn nàn. Cứ nghĩ được lang thang. Đi đến đâu tùy hứng. Chẳng cam tâm chịu đựng. Khách mắng vẫn phải cười. Thế cũng được mày ơi, nhưng hỏi thêm một tí nhá. Tài khoản mày mấy tỷ, định mua đất ở đâu? Để tha hồ trồng rau, để tha hồ thả cá. Tiền đâu mua vịt thả, mà lớn cái là xơi. Tiền đâu mà đi chơi, khi lương thì không có. Sáng dậy không cắt cỏ, cá mày ăn bằng Mày gì? Ừ mày cứ nghỉ đi, về quê cho nó sướng. Chẳng deadline nào rượt, nhưng sẽ đói nhăn răng. Thỏi sỏi son này mấy trăm, cái váy kia gần triệu. Ngồi ngắm đôi giày hiệu, chỉ dám rớt dãi thôi. Thôi, tao nghĩ kỹ rồi, ngày mai tao dậy sớm, kè deadline rồi nộp, để cho sếp tao vui. Khách mắng tao cũng cười, khách chửi tao cũng nhịn. Chỉ cần cứ đến hẹn, tài khoản lại tinh tinh. Nha, bạn đã bao giờ có cảm giác là mình muốn quăng tất cả mọi thứ đi? Muốn trở về một nơi thật là bình an, thật là an ổn để sống một cuộc đời nhàn hạ chưa? Nhưng bạn không biết rằng tuổi trẻ là trải nghiệm, là xông pha, là gánh vác, là trưởng thành. Muốn như vậy, chúng ta phải làm việc thật là nhiều. Nhớ, muốn luyện giọng nói, muốn xây kênh TikTok thì biết link ở đâu rồi nhé. Lan Anh, chuyên đào tạo giọng nói MC, streamer TikTok.